Xin chào quý vị khán giả đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá. Hôm nay chó Đồng Hải tiếp tục làm cái khung của cái mái lán ở phía trước cửa đi vào đây. Chỗ này thì mình sẽ làm nơi để xe, để củi và để tránh mưa nó hát vào trong cái đầu nhà này rất là bẩn thỉu. Sang nữa đi, nữa, tí nữa. Rồi, ok. Đóng một đầu trước. Ừ, nâng lên mấy ít đi, lên tí nữa, lên tí nữa cho nó rộng đi. Ừ. Đóng thật tay từ từ, phát một. Đóng phát một thì nó mới ấy được. Ừ, cũng chắc quá nhỉ. Đấy, đúng rồi, ok. Từ từ nhá, xem nó đóng vừa tầm nữa. Rồi đóng thế đã, tí nữa nó đóng tiếp. Đóng lên. Đấy, lên tầm ý. Hạ xuống một tí. Rồi, ok. Đấy, đóng vào mép trên ý. Đóng làm sao là đừng để cho nó bị cái đinh nó bị chọc ngược lên trên là nó yếu, hiểu chưa? Tí nâng lên một ít nữa nhá. Cái này phải đóng thật từ từ, phát một thôi. Quên lần này không xuống không à, chạy đi mua đinh quên. Chó xuống đến thì anh ước cũng ra ngồi đấy. Không, ra thì mình vẫn chạy ra ngoài mà tí có sao đâu. Mình còn hơn là đi xuống lần hai thì thế rồi thôi, thế rồi, thế. Rồi. Để đóng chát một thì nó mới không bị cong đinh, cái gỗ nó cứng. Đóng phải thật chính xác, đấy trượt phát là nó vẹo luôn. Nó vẹo ra là phải nắn lại luôn đi. Gỗ ghê lắm, gỗ. Đấy, người ta đóng thì cái đinh nó cắm xuống dưới, hiểu chưa, thì là nó chịu lực, nó giữ, nó treo. Thì nếu mình đóng ngược ra, lúc nó đè nặng, đấy là nó tụt đinh ra. Cái này nó chỉ có càng cắm, nó càng cày sâu vào ấy, hiểu chưa? Chuẩn cái mắt này. Ừ, đấy, để giữ lấy cái mắt này đấy. Giữ vào. Gần vào mắt đi. Gần vào mắt nó đi. Gần vào mắt tí nữa cho nó. Lúc đóng nó không bị vỡ. Cắt gần vào sát mắt nó đi. Nhàn bao nhiêu. Chặt thì nó dập mẹ lung tung rồi. Đúng rồi. Có dụng cụ. Mấy người cứ comment ở mình mua lấy cái cưa. Bây giờ mấy triệu bạc bây giờ cũng phải là sẵn tiền đó nhỉ. Buộc lên. Cái thép buộc số 8 rồi nhá. Đã cắt sẵn rồi, đến lúc ngồi đấy, đã cắt sẵn đến lúc chỉ việc buộc thôi. Thế thì lúc nó quấn vào lấy giấy ra nào được, cứ để ra ngoài đi. Quấn khó lấy ra, đặt xuống đất, đặt lên dưới chỗ này. Cái dây thép nó dối. Rốt quá là rốt. Quàng mọi người. Kéo thật căng vào nhá. Phát vào cột đi. Phát vào cột. Đấy. Cắt đi rồi nó quấn cho dễ. Cái bên dưới cho nó bó gần gọn là thế.
thì giá có bao nhiêu cây chưa đủ được. Cả tí nữa đây như thế đi rồi ra à, ra tí nữa thì cần có hai cây nữa rồi. Không không, xuống buông đi. Cây nó to thế này lo cái gì. Cây nứa người ta mới buộc nó dày. Ngày xưa làm cây nứa bé tí. Chia đôi ra cái khoảng này ra đấy. Ra ngoài cái bộ ra ngoài cho một cái nữa mà. Thế thì vào đấy, vào tí. Đấy, rồi, ok. Cái mè cái nước mà nó giằng nhau là nó phát chắc hết mà. Để thế mà khó gỡ đây quàng một cổ. Quàng một cổ nó quay. Thì quay thế nào được? Gió rét về nó mùa đông bắc đấy, nó báo gió nó lạnh rồi. Mà nó chưa rét hẳn đâu, bây giờ nó lại rét đầu vụ rồi. Nó thử sức cái đàn cá của mình. Cá này đến bắt trận mưa dã man luôn nhỉ. Nằm im ở góc nắng cá góc rồi nhỉ nhỉ. Chỗ hòn đá thì chưa gặp hòn đá này. Cá vược ăn ngon phết đấy, nhưng mà hơi xương. Cá vượt nó ở dưới đáy nó gần giống cá diếc ấy, nó trên đan rất là thả đủ cả chấm trôi rô phi chép có chấm không nhỉ? Có chấm à, có nó lại chép kia chắc là chấm này nhỉ. Ừ mấy như thế thế phải đi bông lá chấm thì bị cho ăn vẫn nó còn bé lá chấm cái gì. Thế giờ nó mới một tí. Không được đâu, nó mới do bẩn hết nhà. Bẩn thì lại quét cái gì đâu mà. Đi buộc nhanh tay đi. Cây này tí phải xoay lại cần lực ấy, xoay cái cây kia. Không, cây kia cơ, còn cây này cứ buộc. Cái này cứ cong thế được. Ừ, buộc con tí nữa lúc nào ấy sao thì đóng mè thì bắt đầu mới. Cái buộc sao. Dịch ra tí đi. Ta lùi ra mấy phân đi. Ừ. Đó. Có đinh thì đóng và phát vào phải ngon. À lấy đi ngắn đóng bên cạnh nó cũng được nhỉ. Đóng bên cạnh ấy. Lên đến mắt chưa? Hả? Thế không? Thế buộc này đi. Thì nó cắt cái kia xong. Bẩn quá, dày mưa gió mà nó nhét buồn ở tay. Dịch ra tí nữa.
Rồi. Ước đi bộ này còn sướng hơn là ngồi xe máy thôi. Nhỉ? Xe máy này khổ lắm đi. Đường này trơn. Trơn lắm. Mà ước gì cái đôi dép ra cho nhìn thấy ghê quá. Đường trơn. Nó mà xa lạc lắm. Mà sát thì cũng được khỏe lắm. Ông mà sát á lắm. Ừ. Cái xây đấy. Thì là chú vứt cho đinh để đóng ngang cây vào cái gỗ cây ấy. Búa còn đấy không? Vứt xuống đây. Đây. Cái này khó vừa không cái đầu nó không buộc được. Này. Không buộc được. Buộc thì chắc là này. Giờ xoay cây rồi hãng cây này. Nó cố định rồi này. Không, xoay được rồi. Đấy, đóng ngang từ ngoài này vào. Cột. Đúng rồi đấy, đúng rồi. Cứ đổ dịch lên lên thì đóng. Hiện giờ là chú chó Đồng Hải đã giải xong cái đám cây dui rồi. Đây gọi là cây dui. Bây giờ thì mình sẽ đang bổ cái mè nữa. Cái mè này sẽ đóng lên nữa. Chắc là chiều nay chỉ làm được đến thế thôi. Đấy. Giá kể hôm nay nó không mưa thì làm cũng hòm hòm đấy nhờ. Mưa lâu quá. Chưa bao giờ cảm thấy có trận mưa dữ dội như thế này. Mưa giờ đang gió ầm ầm nữa này. Đùn được đích vào nhiều tắm. Đi pha với nước nóng rất lạnh. Cứ đi cứ tắm mưa pha là khác. Hết lạnh. Mùa đông Hà Đông rồi. Lo. Hết mai đi bệnh viện. Tại sao đi sốt rét. Tại sao sốt rồi. Hôm qua tắm nước lạnh quá. Năm kia cho đi bệnh viện bác sĩ bảo mày mày khỏe thế này sao mày ra viện làm gì? Con trâu to thế con trâu thì rõ ràng vẫn còn cày vẫn còn lăn thắt chết này. Khổ thân con lấy cái đàn cá mình này lên nó bị trận mưa nó dọa không lại rét dọa nữa. Nhà mới nhỉ. Cứ không thì cắt lấy một lúc mai mai đã cắt lấy mấy lắm lá sắn thái nhỏ ra bấm mịt vào nhỉ. Nó còn bé cho ít rồi đừng cho nhiều nó không ăn hết nó thối à ra thì mang mình luộc đúng rồi. Không luộc cái gì mà luộc. Luộc thì phải cho cả nước mắm với mì chính nhỉ. Luộc xong là mình nấu mấy cán lợn nhá. Không vút xuống. Cần gì thế? Cho cá chép ăn. Cá chép thì ăn ngu lắm. Cá chép thì nó ăn đấy. Hai cây này tha hồ mà. Này. Chú còn mua cả dê đi thịt nữa mà nhỉ. Cái gì? Chú bảo nó mình đi ăn cơm trưa đấy. Sao? Mua cả dê đi lằn lẩu đấy mà nhỉ. Không biết được. À mua dê lẩu cái gì? Ừ. Hồi này nó ít làm ấy ra. Nó chú kia bảo là khi nào bán dê mang đi ấy. À thế à. Chú không để ý. Mày khi nào mà bán dê mày mang xuống đây chú mua giá cao cho mày luôn. Dê cũng được. Bắt đi làm lộn không mà biết mà
mang đi cho khách nhúng lẩu. Giờ này bắt đầu ăn thịt mạnh đúng không? Lẩu dê này, lẩu ngựa này, bắt đầu mạnh lên này. Mỡ nó ăn lắm. Chú không thích ăn lẩu đâu, ghét. Không, ghét là không thích. Là về cái uống rượu ấy. Đúng rồi. Uống rượu không thích đàn đúng. Tụ tập đông người. Cái con này đừng mông đấy. Cái gì mà u u thế? Bây giờ đang vót cái mè. Mà nói thật sự hôm nay nó mưa gió bẩn quá nó nhanh nhanh. Mọi khi nó mưa nó không mưa thế này. Bộ hết cho xuống đây để rau cái này nhá. Thế nhá. Hôm nay ước ăn món ấy khoái khẩu. Ăn món thịt chuột ngon mà. Đấy, thái cái bao bì dưới đường này phải thái nó to to một tí. Thái vụn quá nó lại không ngon. Bao bì trừ họ làm nộm họ mới ra thái bé rồi. Hôm nào có nhiều mình nướng nhiều. Nhớ phải dốc cả cái cạnh sắc với cạnh đi nhá. Có lúc mình kèo nên mình bụng mình lợp vào nó đứt tay. Chưa cái tre kia cho lấy cái búa bổ à? Lấy cái con dao này này, một tí mài cái mũi dao này. Mài nó phát đi tí cho bao giờ. Đâm. Búa nó nặng. Búa cầm nặng bỏ mẹ. Băm được mấy cái dã rời tay thôi. Hôm nay ra tải cái đồ lâu quá. Đang tải hết dung lượng lại phải nạp lại phải đăng ký thêm một gói nữa. này thời tiết nó xấu ấy. 30.000 không đủ. Bị già là hẳn một tuần hiến la từ. Cháu đã làm này bao giờ chưa? Làm kiểu này bao giờ chưa? Chưa. Anh nhận ra thì bao cho chi nhỉ dùng gì đúng không? Không mình đã tết có cáp con này đóng vào cả cái cây ngoài đầu này luôn, mình lợp nó xòe ra ngoài này thì để cho mình đã cái tết mình cáp thoát thế nhớ anh nghiệp thế mà bao nhất chi nhất nghiệp đi mà tôi không sao đã đâu ạ. Tốc độ tua tốc độ lên một tí nào. Nó hơi thò đầu ra lùi sang bên kia tí đi. Lùi sang bên kia một tí. Lùi sang bên kia một ít, tí nữa. Rồi, ok. Nhanh tay nào, làm. Chả nhẽ chú ở lên chứ làm. Đúng rồi, đấy. Cách cây. Bên kia. Từ từ. Nhả ra không đúng cái này.
Không, sao lại đóng như thế? Cái cây này vừa đóng ở dưới rồi thì cây kia phải đóng trong. Vừa dậy dặn xong. Nó đóng có cái cây này nó chắc ở cái mắt này, cây kia nó chắc ở mắt kia, hiểu chưa? Rồi kể cả ta buộc lạt cái nhà to, ta cũng buộc thế. Đo luôn cái tận ngoài kia đi, một phát trước ra đi. Đóng đóng cái kiểu gì mà cụp hẳn luôn xuống thế. Ôi. Đây là chú dậy thì chú mới ngồi đứng dưới này thôi, chứ chú mà không dậy chú lên chú đóng từ nãy giờ sắp xong rồi đấy. Thật. Nhìn xem cái đinh có phải cái đinh ở đấy không? Cái đinh ở dưới cái kia đóng đấy rồi thì phải đóng sang ra mang ngoài kia. Cái không đúng đâu. Đấy. Cái cây trong. Phải không? Đấy cái cây. Cái. Đúng là xính ơi là xính. À, mãi cũng thế thôi. Áng áng tương đối là được. Đấy, lại tụt xuống rồi đấy. Lại tụt xuống rồi đấy. Thế chú nhìn thì biết. Đấy, cây đấy, cây trong. Nó hơi cong thì kệ nó, chỉ đắn lên một tí thôi. Trong đây chủ yếu vướng cái đinh bên này này, nhổ cái đinh này ra. Nhổ đinh kia ra. Thế. Đóng cái kia trước. Đóng cái bên kia trước. Đã vào đóng cái bên kia trước rồi, còn cái cây nó cong. Kệ nó đi. Cây nó hơi cong thì kệ nó. Cái tre nó hơi bị cong thì kệ nó nắn chỉ nắn một tí thôi. Nắn nhiều không nắn được. Không, bây giờ xong cháu đi đuổi trâu đi để chú đóng đóng nốt xem. Không. Chưa. Đóng luôn một thanh nữa, đóng hai cây một cho nó đi một thể. Sang bên kia luôn. Sang cái đóng từ bên kia lại. Nếu không tí nữa đằng kia nó cụp xuống rồi lúc này lại gỡ. Tí nữa đằng kia nó cụp xuống rồi lại gỡ nhá. Không phải đấy rồi. Nhầm rồi. Cái đóng cái trong này mà. Nhầm đi, cứ đóng cứ mỗi thế mà cứ kệ nó đấy, đóng thêm cái đằng này, không đóng chung nhau được. Cứ một cái cách này. Bây giờ từ thôi, tốt nhất thì không xuống để chú làm chứ không dối. Bây giờ đặt cái này đóng đây đó, cái này đóng lại xong này, cái vừa xong, đóng ở đấy. Nhìn cái đinh ở dưới kia thì biết, nhìn cái đinh mình đóng qua rồi thì cái sau mình bỏ nó đi. Hiểu chưa? Cái dưới đóng rồi thì cái sau bỏ. Đấy, bây giờ lại đóng thằng cái kia thì lại đóng lệch ra cái kia vào trong. Đấy. Đúng là xính. Đấy là chỉ tận tay rồi đấy mà. Nhìn từ cái đinh dưới xem chỗ nào nó cách nhau. Cái này cái trước cái nào đóng. Cái kia đóng. Thế thì cái ý lại đóng. Đây, đóng đây.
Đấy, cái kia đóng ra cây ngoài. Cái trên đóng ra cây ngoài. Đấy, có mỗi gì thế thôi mà, có gì đâu. Đừng mà xem tí nữa đằng nó cụp hết xuống dưới nhá. Đấy, chính là nó. Cụp xuống chưa? Chú bảo từ nãy rồi đóng ra hai đằng đầu trước, nắn ở giữa nó dễ. Không tí nữa là nó xô hết cái bên ấy, là xô thấp hết xuống dưới, là nó chéo hết. Đấy các bạn ạ, bây giờ thì cháu Xính cũng đang đóng sắp sửa xong được cái hàng mè, rồi còn hai hàng nữa thôi. Bây giờ mình sẽ cắt cái dưới chân này. Thôi mai đóng rồi, bây giờ nghỉ đây, tối rồi. Tối rồi. Cái lá rồi nó vo tròn như tổ sâu kèn ấy, do đó nó phải xòe ra từng cái lá một, xong để nẹp vào, xong bắt đầu mới buộc lên đây được. Thấy cái mái của chú cháu mình thì làm nó chương trình nó như thế này, đấy, cứ lợp xong nữa là xong, chứ không có phải làm phên vách ở bên này đâu. Cái này là để dựng cái xe máy trong kia nó khỏi ướt át này, củi đuốc này. Thì tinh thần là bây giờ là chú cháu mình cũng đã làm được như này rồi. Cái này thì chắc là một ngày mai vừa nẹp vừa niếc cái thứ lợp nữa là xong.